Để ý làm gì, chuột đâu mà chả có. Chú mua con cho con dĩa cơm sườn. Con dĩa thịt kho không vậy? Như vậy 2000. Mấy ngày đầu ai cũng vậy, làm riết chai hết trơn à. Chú báo chú. Mày còn tiền không? Còn 10000. Tao pháp luật. Cho tao mượn 2000 mai trả. Cơm nè con. Cơm nè. Cô ghi cho con dĩ này nữa. Mai có lương con trả. Xe nắng hả? Ăn cơm rồi nghỉ đi, đừng có đọc nữa. Đi đâu vậy? Ê, giống cái thằng làm chung với mình mấy bữa nay quá mày.
Bỏ thịt ngộ không? $2,500 em ơi.
Chợ Cầu Muối đâu vậy? Ở đây. Chợ Bốc Giác đâu? Ở trọng đó. Ê, quê ở đâu vậy? Ở đây không cần người làm, đi chỗ khác. Đi chỗ khác, tụi tao còn chưa đủ việc làm, huống chi là mày. Nè, tao còn thấy mày lãng vảng ở đây là ốm rồi nghe chưa?
tao biết me dầu để được tao chắc xuống dưới trước. Có ai đâu mà. Tụi ta đây. Lâu lâu có thằng bị tó hả mày? Cửa bỏ lâu quá, khóa nó muốn hư luôn. Nhà này bỏ hoang ít nhất cũng 10 năm. Tôi cũng muốn xây lại từ lâu, nhưng mà không có tiền. Tôi nghe có tiếng động. Mấy mèo hoang đó mà. Hình như có người sống ở đây. Ôi, nhà dày ai dám ở. Tình trạng này theo tôi thì anh nên đập bỏ hết rồi xây lại dạng biệt thự. Anh về lập bản vẽ rồi lên tổng dự toán cho tôi. Thank you.
bắt nó, bắt nó. Chú, chú, nó lấy bánh bao của tôi đó, chú bắt lại giùm tôi đi. Nhanh nhanh lên mấy chú. Ủa, nó mất tiêu rồi. Lẹ thiệt á, mới đây mà. Ê, cái bánh đó nè. Hả? Dép ra nè. Còn chiếc nữa nè. Đâu rồi? Ở đây đâu có ngã rẽ nào. Ờ. Ê, có khi nào nó trốn dưới này không ta? Tôi bỏ đi. Có một cái bánh bao. Đi thôi bay. Hai đứa mày đi trước đi. Tụi mày lúc nào cũng vậy á. Trực đêm đái nhất là đái rồi. Đái đâu ha. Ừ. Đi. Ê, chờ tao với. Thank you.
khá xa. Thank you.